Không, Tân xin chào của chú anh chị đang theo dõi kênh Tân nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 10 tháng 3 4 của chú anh chị. Hôm nay là đi chợ hết chợ chay rồi. Trình này hôm nay 204 của chú anh chị. Cái tầm là 203. Mua 33 cho anh này mà dặn xây ký 8 đâu có, ký 8 chỉ có về đặt trước sớm sớm á, dặn dựa mới có. 205.000 cái xây lớn nhất. Ký 4, ký 3, ký 4, ký 2 đến ký 4. Này phải dặn sớm, dặn từ bữa trước á thì dặn dựa mắt lên được rồi có thôi là từ để khô rồi. Trình này béo dữ lắm, là béo nấu lẩu béo lắm, béo dữ dằn thịt không 8 kg trình của anh Tân luôn. Ba con này được 4 kg không? Con đẹp đẹp đi bắt chạy nha. Cái ảo này nhiêu rồi trời? Ảo đó này nhiêu rồi? 120 à? Có gì không ai ăn? Đi tám được không anh? Được rồi, có hai này. Gì ngon à? Gì bông này mới ngon, cứng lắm. Cái gì này nó không cứng bằng, cái gì này rẻ tiền hơn. Một xuông này bữa nay 48.000 cái lẹt lét luôn. Cá nục gai nục béo nay rẻ luôn. Này có 45.000 hả? Cá này ngon. Cá này thịt nhiều lắm. 45.000 bự chà bá gai sồ luôn. Cá mó xịn này nó 100.000, nó bự lắm của chính chị. Thấy không? 100.000 cá bự cá mó lưỡi mèo kia đen có rẻ tiền hơn có 6 mấy ngàn. Ngừ gì? Có cá ngừ nào ngon ngon không? Còn không? Không, còn con nào nhỏ nhỏ hơn không? Là bự quá. Nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn. Có chứ. Có gì ở đây là mua cá ngừ bự à? Con cần chục ký không? Con nào chục ký không? Đẹp, đẹp phi lê dùm anh Tấu kiếm nào đẹp đẹp á. Cái móng nhiều à? Nhiều à? Giá giá chín môi à? Phi lê giùm anh. Rồi cái này phi lê cắt ra đâu, phi lê là để con thì anh phi lê sao được phi à? 10 kg rưỡi à? Con kia nó to quá, con kia gần 20 kg. Cá đuối gà rẻ ha anh? Nhiêu anh? 165 à? Cá này ngon quá, người sọc nữa. Cá này tới mắc không? Cá này mắc không? Rẻ này 60. Nè người chưa ra. Cá thu bữa nay có 170.000 rồi đó anh chị nha. Cá đẹp luôn, cá câu đẹp luôn nè. Xanh lè xanh lét luôn.
107. Cái cô kia kêu thấy quay cá thu sữa, kêu kiếm con thu sữa đó, nó dựa còn không biết kiếm con nào nữa, sao mình đi mua mình biết giống ở trong ruột giống nguyên con thì sao biết thịt nó trong đó vậy? Không lẽ đi ra mắt tét hết hơn hết trơn cái dàn cá kiếm một con chắc tới công chuyện. Ai mà cắt ra vậy mới thấy được cái thịt ở trong có sữa hay không đó. Hên xui à, mua cái này tầm hên xui chứ đâu có dám nhận cái thùng sữa. Đúng không, lỡ tôi muốn dám nhận không. Nhận mà lại dàn cá người ta kêu cắt hết trơn mà không lấy chắc bị tét đầu luôn. Cắt luôn em thôi. Thôi khúc này nhiêu ạ? Hai em. Cắt ra hên xui hả? Dạng lâu lâu ai hên thì gặp thôi chứ... Ở đây mà nghe nói cái con sữa tao muốn chốt. Chốt vừa bán đây ngày biết nhiêu con đây mà còn không dám nhận sao đi mua lẻ này biết con nào mày có sữa. Sao cái trắng đó là mình ăn ngon nhưng mà người bạn hàng về người ta bán á, người ta thấy cái màu trắng người ta sợ. Sợ cá không tươi, nó cá không tươi đúng không? Thịt nó trong. Người ta bán cái hồng vậy nè. Nó cái hồng vậy anh chưng ra người ta thấy đẹp nè cái màu nè. Cái kia người ta không biết, người ta nói cá không tươi. Cá không có tươi. Còn cá hồng này anh về anh chưng ra người ta phải liền à. Cái kia màu đục đục như sữa mấy cái. 2-3 đi Tân ơi. Bự không? Nay có bớt không? Bữa nay hết chai rồi còn bớt gì nữa. Bữa nay nên mắc không bắt thôi chứ. Mấy ngày chai mới vậy chứ. Cái lộn nhỏ giống là bớt chặt chặt, bớt nhỏ nhỏ anh chút từ từ rồi. Năm nha, trăm mấy? Ba. Ôi, cán tôm. Quá trời bự tôm. Tôm này solo từ 8 cho tới 10 con cô chú anh chị. Thùng nào đẹp đẹp anh Đức. Quá tôm này hiếm, lúc nó được vô mấy ngày thôi nha. Số từ từ thôi. Con này nhỏ nhỏ dạt ra dùm phụ quay. Sao bạn quay tao? Lại quay. Quay đủ quay tao, quay bán đâu được đâu vậy. Tao đang bắt lên cho mày là quay tao. Quay có bán được đâu quá. Từ cái thùng này nó nhỏ vậy mạnh ghê không, 8-10 con quá trời mạnh, tôm biển nó mạnh tôm ăn còn đáng không. Hả? Tôm nuôi luôn nhảy nổi hả? Hết hồn. Dưới cuối rồi. 5,5 hả? 5,5. Nhẹ đó, 600.000 nữa chứ 5,5 rồi. Lúc hổm gần Tết mắc lắm. Tết thì cũng nói con này. Tết khỏi nói giá luôn hả? Vô giá luôn hả? Tết giờ ta xuống nuôi còn mắc rồi. Không? Này số quảng canh mà. Quảng canh mà. Tới nước mới có. Mua mà to những gì tới cái này hả? Thôi. Này 15 kg. 20 kg luôn á. Thôi lấy 15 kg anh. Bốn con này, con được ký gửi không? Gửi 7 giờ. Có còn gì ký không? Nay mày Vinh nó nhỏ không ạ? Năm ký 7. Con này để riêng. Rồi. Giá nhiêu rồi không? Giá nhiêu ạ? 83 à? Cú này làm giá ghê người ta. Mà chở 88 ngàn đó. Ghê vậy. 40 con nha. 40 con đó, chở 3 mấy con. 4 mấy con có không? Có 4 mấy. 4 mấy con đi. 4 mấy nhiêu hả? 135 hả? 45 con hả? Thế cho 7 ký à. Lấy trơn ký lòng tâm trả tiền luôn rồi chị Hai ơi.
Cái này nhiêu nói nhiêu? 23 lần không bớt là chắc giá gì vậy? Lấy nay ít đồ. Lấy cho 3 kg rồi. Ba ký rồi. Ờ. Rồi lớn rồi đó hả? 200 mà. Này của Cà Mau hay Cần Giờ? Cần Giờ nó ngon đúng không? Hai ký thôi. Ốc dừa xịn có không? Bự nhất. Rồi, hàng hiếm giấu trong đây hả? Đổ tôi sàn rồi. Sàn gì? Sàn ốc dừa kìa. Không có, tôi đi đâu có mượn chỗ nhỏ. Hàng này là bao nhiêu? Chỗ nhỏ đó, sàn nhỏ mà. Mọi người lấy đi. Này là mấy trăm? Cái hàng này nó 4.3 luôn. Mắc gì? To quá đại á. Lớn nhất luôn á hả? Dạ. Mắc quá chắc lấy hàng 2 kg luôn á, quá trời mắc. Dặn 3 kg thôi, tự giờ tự bớt luôn rồi thấy cảm thấy mắc quá. Nó 4.5 á. Dạ. Để coi chắc lấy 2 kg quá. Ba gọi còn ba gọi 3 kg nữa mười. Ba gọi 3 kg. Ba gọi này giá nhiêu mười? Ba gọi này giá nhiêu? Ba gọi này giá nhiêu? 100.000. Mấy cái sườn này là sao ta? Mấy này là sao? Sườn này là sườn già hả? 3 kg ba gọi nữa mười. Cái xương này không bị nhiều quá. Xương này ngon là 60 hả? Xương lưng có không? Xương lưng. Xương này ngon coi chú anh chị, thịt nhiều quá. Cái xương ở trên cái khúc cốt lết á. Phi lê này như 75.000. Cốt lết 75.000. Đùi 75 luôn hả mọi người? Đùi là giá 75 luôn hả? 70. Thịt thăng là 90.000. Sườn non có 240 cô chú anh chị. Vú heo 200.000. Nạc dăm 90.000. Đó là giá tại chợ tại vựa nha. Thông báo giá tại vựa. Cái mỡ này 50. Thịt nách là nách ngon lắm cô chú anh chị, nách nó ít mỡ. Nách có 80.000 thôi, nách mỡ ngon lắm luôn. Ít mỡ hơn ba gọi. Mấy ký ba gọi vậy mời? Mời nhá thử mấy ký ba gọi vậy mời. Không. Nhá thử mấy ký ba gọi vậy mời. Giò heo trước là 70.000. Giò sau là như là 60 á. 60. Da heo 50.000. Da heo của chính chị. Da lưng. Cốt lết. Cốt lết là 75.000. Cây cốt lết về nó 7-8 kg của chính chị nha. Đuôi heo là 140, còn gân heo là 200. Gân heo. Gân này về nấu rất là lâu cô chú anh chị. Nó rất là dai mà nấu lâu quá nó săn lại xong rồi nó bung ra nhìn nó giòn ngon lắm luôn. Nhưng mà nấu thì rất là lâu luôn, nấu mấy tiếng đồng hồ nó mới mềm. Ăn nó giòn sực sực ngon lắm luôn, mà nấu hơi cực lắm. Nhà có nồi áp suất thì nấu lẹ mềm hơn. Rẻ không vô? Bự lắm. Bự luôn á hả? Bự luôn.
tôm đất 18.180.000. Tại cái đó bự vô tưởng đâu bự chản nhưng không, mấy cái nước hầm mà nước ít á, sao con bự dữ ta, nước hầm 200 mấy ngàn ký á, nó ít tôm mà con bự mà. Này có thuộc kẽm thì ngon quá trời, ngon luôn trời. Quánh xăng vậy luôn nè, xăng vậy ăn nó giòn phải không? Quá giòn luôn à. Khô hả? Mắc không? 13.000 à, rẻ hả? Ồ, đêm à. Phải không? Giòn không? Vẫn dụ nha. Vẫn dụ nha. Lấy 1 ký gì ăn. Cái gì? Có nhậu không? Không nhậu rồi ổng luôn đi. Cái gì? Hả? Ông mua ký à? Mua ký à? Cái gì? Chừng. Ủa phải, bà lượng ký ông chứ bà chứ đi nhậu quá. Ờ, không nghĩ gì ăn. Lâu lâu mới có rồi đúng không? Lâu có. Ờ, đâu phải có mỗi ngày đâu. Đồ ngon rồi đem về ăn đi chứ. 13 của chú anh chị hồ này có chỗ mấy chỗ kia để nó dài thòn lòn luôn, giờ ăn nó đâu có dai đâu, đâu có quậy lên đúng không? Dạ. mấy người mà không biết cái nói cái con thuộc mà dài dài nó mới tươi, mà tươi thì phải quánh lên mới được, quánh lên nó mới gáo nước. Nhiều đây là kêu nó hùng vô cái thùng bia nó là được không? Ăn thử con mẹ ngon cái nào. Dọn học sách chanh ha. Ừ, ấy vậy ăn nè. Ngon quá. Không, con này ăn là bao. À. Ngon lắm, giòn lắm. Giòn hả? Giòn. Này có sắt nè. Giờ này vô trả tiền á chứ. Sắt này 70.000. Không có không, không có đẹp hơn nữa hả? Luôn. Tính tiền đi, trả mà mớm nhớ ghe ghe bông giùm cái nghe bà chủ. Thôi quên mà tôi không nhớ mà 3-4 ngày luôn bà chủ nhắc. Tao. Rồi, quay anh chơi. Bự dữ không? Có bự dữ không? Đẹp. Ồ. 70 ngàn hả? Nói tôm đẹp lắm anh Tâm. Tôm này về người ta làm tôm khô cái gì quá. Ừ. Mà lột hơi hao thôi phải không? Đúng rồi, cái vỏ nặng. Vỏ mà kêu tôm sắp mà. Chắc thịt tôm thiên nhiên mà.
Tân xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay Tân đi chợ tiếp ngày 11 tháng 4 cô chú anh chị. Bữa nay hôm qua nè, không có đăng clip, đăng 2 ngày. Bữa nay có tôm sắc ngon quá trời luôn. Cá nâu chưa vô hả chị? Lát thấy cá nâu. Để đi kiếm mực trứng chứ, mực trứng ấm gà nó ít có. Dạ. Hôm nay không có xài quá, hôm nay đầu ngon quá trời luôn. Bút nó trống kìa, cái trắng này con như cắm thì làm cái trắng rồi. Hôm nay có ai dặn đầu đâu. Ồ, đang bắt ra luôn hả? Đầu hôm nay mắc không không? 18 đầu hôm nay ngon quá hả? Con mực nguyên con 200 hả? 19. Lớn nhỏ vậy luôn hả? Đây cái mực trứng bên này không có xài đó, lát coi nó có dặn mực không. Dặn lương ruộng mà giờ không có lương ruộng cho mua luôn nuôi đỡ đi. Đường quá trời vàng luôn, luôn đất. Đây cho 3 kg. 3 kg với 10 kg hay gì vậy? Chặt lấu bự không? Lấu bự dữ không? Lấu nửa ký. Nửa ký bự rồi hả? Nhiêu anh? 200 ký. Để em coi còn gì dặn luôn ha. Lương ngon quá trời luôn. Cái chạch này 70 hả? Chạch lớn 70 hả? Bự quá trời luôn ha. 70 quá hả? Dạ. Chạch nó nấu canh chua là hết sảy luôn. Còn mực này nhiêu? 155 hả? Cục lớn này nay nhiêu đẹp da lượng? Nay giá cao rồi. Lấy 2 kg đầu đó nha. Bé ơi. Đúng mà, giờ á. Tao mua đi vô dọc rồi đi ra rồi. Câu mấy cái tuột rồi. Nữa đi đâu cũng gặp ông hết trơn á. Trời ơi. Đầu ngon quá. Cho 5 cái đầu lớn nè chồng. Đầu về nấu bún mắm. 5 kg, 50 ngàn. 5 kg. Phi lê này nay nhiêu rồi? Lấy cái này 4 kg đi. Năm ký đầu với 5 kg phi lê gì? Mày giá cao lại à? 13 là mấy con ký? 13 là 3 con. Lấy 13 thôi được rồi. Lấy 5 kg. 5 kg hả? Bạch 1 thôi. Khi 150 nó về bán biết ra nổi không? 2 con mấy à? Nay có cá chuồn chuồn mi. Cá hố ngon dữ rồi. Cá hố quá trời ngon luôn. Cá mó này ngon bự quá trời luôn. Cá mó này hấm gà 100 ngàn cô chú anh chị. Cái rìa nó hấm gà bự bự luôn rồi. Của cá nhiều bông có 100 mấy mi. 150. Má béo bự dữ rồi. Thôi rồi. Coi có gì mua không? Kiếm cá con chuồn mua 5 kg không có rồi. Cá mồi bự. Trên nó bự rồi. Nó bự rồi. Nó lớn.
Đây 4 ký à, giá nhiều hả? Lấy 4 ký, lấy 4 ký sổ trên đó. Hai cái hồng bự chị mơ. Trả tiền nè. Xong. Như là à, em. Sổ 230 đó anh. Cao vậy? Cái máy gì vậy? Hai ký, hai ký được á. Hai ký được căng ấy. Bữa nào có cá kết điện em ơi. Hôm qua má không có dặn, hôm nay má mới dặn rồi biết đâu. Bữa nay có chùm 4 ký rồi điện em. Nha. Cá lớn thiệt lớn ngon á. Mua cho cha nên phải lấy đồ ngon. Này không có kiếm cá leo không có gì chuyện này rồi. Cá tâm. Làm tâm lúc gai nó có nhiều nhiều lại rồi nè. Có mưa xuống là có nhiều quá. Lá đẹp không Lan? Có lá me không? Nhóc mà. Nhóc lá me luôn đó. Hả? Cái gì? Tới 10 ký, mười mấy ký rồi. Lá này đẹp chứ ạ? Lá này nhiều ạ? Lớn 270 anh. Này bằng cá lóc đi xuất nước ngoài nữa hả? Đi xuất hả? Nàng mới vô đẹp quá trời, lá còn nơ. Lá mè này nhiều. Lá ngon quá trời luôn. Cá rô này nay giá nhiêu? Hả? 58 ngàn. Cái này thì nhiêu? Này bự nè. Này này này. Đây là 5 con. 5 con này nhiêu? 53 hả? Sao này nó không có bắt tròn tròn ấy. 53. Bắt tròn tròn hả? Dạ. Nhiêu tí? Cái này năm mấy? 55. Bự ăn cho nó có thịt chứ. 55 hả? Chúng lên bắt cỡ này đi 4 con 15 ký à. Gửi chị này chỉ hút ép chân thông rồi đi đi Mỹ xách tay nghe cô chú anh chị, tăng hàng cá tươi này tăng không có gửi đi kia được, không gửi bưu điện được, tại có cô chú anh chị có dịp về mua cái kêu mướn người ta ép chân thông rồi xong cấp tông tới ngày cô chú anh chị về thì cứ mang qua cô chú anh chị bay vào bển. Chặn cá rô đồng, cá rô đồng làm gì có mua. Tháng nắng này khô hạn cá. Cá rô đồng nhỏ nhỏ cơ mà, nhỏ nhỏ xíu xíu à, xương không à. Đâu có phải như xưa cá bự bự, cá rô mề gì đâu. Bắt tròn tròn, mập mập. Này không lên cái đầu nghiếm gì. Này không lên đầu nghiếm bán. Cá nhỏ hả?
bắt nhỏ nhỏ để mần hao đầu. Cá mập. Đâu. Cá bự thì ăn nó béo, cá nuôi ăn nó béo rồi. Lá lại lỡ này tính nhiêu rồi không? Hả? Này tính nhiêu ạ? À? Lá 4-5 con. 4-5 con á, này nhiêu ạ? 4-5 con 230. Nó cao dữ. Đây nè, trên trên. Đẹp lắm, nó phóng. Lá này là khỏi chơi luôn. Chỉ có dê mình ăn. Lá mè. Lá mè. Lá mè đây. Lá mè này bự vậy luôn hả? Đủ không? Đủ rồi, cái đủ rồi. Này có đóng nước không hay là khỏi? Cái hàng 5 kg kia đủ không? Cái hàng 5 kg đó trên đó đó. Sao? 5 kg nhỏ này 80 con hả? 8 con. Có 8 con mà chứ 10 con không có. Mấy hàng 8 con đi. Cái hàng này hết à? Cái hàng này không đủ hả? Hàng này nhiêu? Giá nhiêu á? Hả? Cao gì vậy? Không nước không thì lại vô bịch thôi đâu. Lá lớn anh đủ không? Đủ. Lá lớn là 1 mét, 2 mét, 3 mét. Này là nhiêu mấy con? 6 con đây hả? 6 con đây hả? 3 con đây hả? Bữa nay là còn giá này chứ bữa hôm qua ăn kia về 550 phải không? Ống gà nó ít lại hổm nhiều. Hổm 500.000. Ốc con biển. Này tính con nhiêu ạ? À? Này nhiêu ạ? Tính 1 ký 300.000.